Không nên cúng thần tài vào ngày rằm, nếu không biết những điều này, kẻo thần tài giận dữ, tiền bạc tiêu tán. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, đó là được sự hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tử vi tại Việt Nam. Quý vị thân mến, việc thờ cúng thần tài vào ngày rằm đã trở thành một trong những phong tục vô cùng quen thuộc của người dân Việt Nam ta từ xưa cho đến tận ngày hôm nay. Với mong muốn cầu chúc tài lộc trong nhà luôn dồi dào, sung túc đủ đầy và những điều may mắn nhất sẽ đến với gia đạo của mình, các gia chủ thường hay cố gắng thờ cúng thần tài sao cho thật chu đáo. Tuy nhiên chẳng thể ngờ được, chỉ một số những sai lầm rất nhỏ trong việc cúng thần tài vào ngày rằm lại có thể khiến cho gia chủ hao tài tán lộc, tán gia, bại sản, tiền bạc cuối cùng đội nón ra đi. Vậy thì đó là những sai lầm cấm kỵ nào mà chúng ta tuyệt đối phải tránh trong ngày Tết, ngày mùng 1 hay là ngày rằm? Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi chi tiết ngay sau đây. Phần đầu tiên của chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về sự tích thần tài và lý do tại sao lại thờ cúng thần tài. Chuyện kể rằng dưới trần gian không có thần tài, chỉ có thần tài ở trên trời, vị thần cai quản tiền bạc tài lộc. Trong một lần đi chơi uống rượu, thần tài say quá nên rơi xuống trần gian, đầu va vào đá, nằm mê mệt không biết gì. Sáng ra mọi người thấy có một người ăn mặc không giống ai, giống như là diễn tuồng cải lương thì lấy làm lạ và tưởng bị điên. Mọi người cũng cùng nhau lột sạch hết quần áo mũ nón của thần tài đem đi bán. Khi mà thần tài tỉnh dậy, không có quần áo trên người và không nhớ mình là ai nữa vì đầu bị va vào đá và mất trí nhớ. Thần tài không biết làm việc dưới trần gian nên thường đi lang thang khắp nơi để xin ăn. Có một cửa hàng kinh doanh buôn bán gà vịt, heo quay ế ẩm. Thấy thần tài đến xin ăn nên mời vào ăn. Thần tài ăn rất nhiều và kỳ lạ thay từ lúc thần tài vào ăn thì khách khác cứ kéo đến ăn đườm đượp. Người bán hàng thấy vậy nên ngày nào cũng mời thần tài vào ăn. Khách ở cửa hàng đối diện, trước nay rất đông khách bỗng dưng chuyển hết qua bên quán này để ăn. Được một thời gian, người bán hàng thấy thần tài chẳng làm gì mà suốt ngày được ăn uống ngon, lại còn dùng tay bốc, ăn rất mất vệ sinh. Nghĩ thần tài sẽ làm khách sợ nên không dám đến ăn mà hao phí đồ ăn cho người ăn mày này, cho nên người bán hàng mới đuổi thần tài đi. Quán đối diện ngày xưa rất đông khách, nay lại vắng tanh. Thấy vậy, liền mời thần tài vào ăn. Kỳ lạ thay, mọi người lại kéo hết sang quán này để ăn. Cuối cùng, người ta thấy vậy, nên ai cũng dành mời cho bằng được thần tài đến ăn hàng quán của mình. Người dân khu vực đó thấy thần tài không có quần áo mặc, cho nên dẫn đi mua. Mọi người đưa thần tài đến cửa hàng, nơi quần áo của ông bị bán. Sau khi mặc lại quần áo mũ nón của mình, thì thần tài nhớ lại tất cả mọi chuyện và bay về trời. Mọi người cũng coi thần tài như là báu vật và lập bàn thờ tôn thờ từ đó với câu thần tài gõ cửa. Quý vị thân mến, sau khi tìm hiểu về sự tích thờ cúng thần tài thì xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những sai lầm khi thờ cúng thần tài vào ngày rằm mà nhiều người hay mắc phải trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị lắng nghe. Sai lầm thứ nhất, chuẩn bị lễ cúng quá cầu kỳ. Theo tín ngưỡng của người Việt, thần tài là vị thần chuyên quản tài phúc phú quý, mang đến sự sung túc tài lộc và may mắn. Việc nghênh đón thần tài đầu năm bằng những hành động như sắm lễ, dọn dẹp nhà cửa đều có ý nghĩa trong đời sống tâm linh của người dân. Vào ngày vía thần tài, mọi người thường chuẩn bị lễ vật dâng cúng thần tài. Tuy nhiều người chưa hiểu rõ về lễ cúng dẫn đến tiến hành không đúng. Đồ lễ cúng thần tài nên đơn giản, lễ vừa phải, không nên xa xỉ và lãng phí, không cần mâm cao cỗ đầy. Lễ cúng chỉ cần hoa tươi, quả tươi, nước sạch là đủ, hoặc chuẩn bị mâm cỗ mặn, bao gồm một miếng thịt heo luộc, một trứng luộc, một tôm hoặc cua luộc. Nhiều nơi làm lễ cúng thần tài to hơn cả cúng tất niên là điều không cần thiết. Sai lầm thứ hai, không lau dọn bàn thờ. Để lễ cúng ngày vía thần tài được chu đáo, đầy đủ, gia chủ nên lau dọn bàn thờ sạch sẽ. Việc lau dọn thường được thực hiện hàng ngày, nhưng trong ngày lễ thần tài cần phải chuẩn bị chu đáo hơn. Bàn thờ thần tài thường được đặt ở dưới đất nơi trang nghiêm và hướng ra cửa chính. Bàn thờ thường là chiếc khảm nhỏ, sơn son, thép vàng, còn bài vị của thần tài được đặt ở bên trong khảm. Phía trước bài vị là bát hương được kê trên khay vàng giấy, hai bên bát hương có hai cây đèn nhỏ cùng với một khay nước bao gồm 3 cốc nước, 2 chén rượu. Khi lau dọn bàn thờ, cần phải chú ý dùng tay giữ bát hương, tay còn lại lau dọn xung quanh, đặc biệt không nên nhấc bát hương ra khỏi vị trí để tiện cho việc lau dọn. Dùng khăn sạch, nước sạch hoặc rượu để lau bàn thờ thần tài. Sai lầm thứ ba, cầu xin quá nhiều tài lộc khi cúng thần tài.
Điều quan trọng khi chuẩn bị lễ vật cúng thần tài đó là thái độ kính cẩn thành tâm của gia chủ. Ngoài ra, không nên cầu xin quá nhiều tài lộc, tham lam những điều quá xa xôi. Nếu cầu xin quá nhiều, sẽ làm mất đi ý nghĩa linh thiêng của việc lễ thần tài. Sai lầm thứ tư, để chó mèo quậy phá bàn thờ. Bàn thờ chính là nơi vô cùng linh thiêng. Vì thế, nếu gia đình có nuôi vật nuôi trong nhà thì cần phải tránh để cho chó mèo quậy phá bàn thờ, gây tội bất kính với thần linh. Sai lầm thứ năm, cắm hương chồng chéo lên nhau. Theo quan niệm xa xưa, mỗi bát hương đều có cốt, đó là gói thất bảo, để cho tài lộc không bị hao hụt. Việc cắm hương chồng chéo lên nhau sẽ gây ảnh hưởng đến cốt thất bảo, làm động linh khí, khiến cho năng lượng tâm linh phần nào thoát ra ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc tài lộc sẽ bị hao hụt, do đó gia chủ cần phải chú ý điều này để tránh phạm phải sai lầm. Sai lầm thứ 6, cúng hoa khô trên bàn thờ. Tuyệt đối không được sử dụng cây giả, hoa giả, đồ nhựa để trên bàn thờ thần tài. Bởi lẽ sử dụng hoa giả theo quan niệm đó là một sự giả dối lừa lọc. Hoa tươi dùng để cúng là một cách thể hiện thành kính, thành tâm của gia chủ đối với các vị thần đem lại may mắn tài lộc cho mình. Gia chủ nên chọn những loại hoa mang ý nghĩa may mắn để cắm trong bình như hoa đồng tiền biểu trưng cho tài vận, hoa cúc biểu trưng cho trường thọ, hoa hồng biểu trưng cho may mắn. Nên tránh chọn những loại hoa không may mắn như hoa phong lan, hoa phù dung hoặc hoa sứ. Lọ hoa cũng nên thường xuyên được thay nước, tránh nước để lâu ngày sinh ra bọ gậy có mùi khó chịu. Nếu phạm phải một trong những sai lầm ở trên, sẽ khiến cho công việc làm ăn của gia chủ lần lượt đội nón ra đi. Mọi người trong gia đình hoặc nhân viên trong doanh nghiệp liên tục thất bát, mọi việc không được như ý. Quý vị thân mến, vào ngày rằm và ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng thì việc thờ cúng thần tài cũng cần phải chuẩn bị chu đáo hơn những ngày bình thường khác trong năm. Bởi đây là hai ngày đặc biệt quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến vận may của cả gia đình hơn là những ngày sau đó. Và trong phần tiếp theo của chương trình thì Phong Thủy Gia Cát sẽ bật mí đến các bạn về những mẹo thờ thần tài vào ngày rằm để phúc lộc đầy nhà. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nguyên tắc thứ nhất, cách bài trí bàn thờ. 1. Bài vị thần tài ông địa. Theo cách bài trí ban thần tài đúng chuẩn thì bài vị được đặt ở phía trong cùng. Chúng thường được viết bằng chữ chiêu tài tiến bảo, hoặc thay vào đó hai bên thành của bàn thờ có thể viết câu đối thổ năng sinh bạch ngọc, địa khả xuất hoàng kim. 2. Tượng thần tài thổ địa. Từ bao đời dân Việt, bàn thờ thần tài luôn được đặt ở vị trí mặt đất chứ không phải ở trên cao, ít người qua lại. Tượng thần tài sẽ được đặt ở bên trái theo hướng nhìn từ ngoài vào, còn ông địa sẽ được đặt ở phía bên phải. Tuy chỉ là hai tượng thần, nhưng mỗi vị là đại diện cho 5 người. Thần tài có hắc thần tài, thanh thần tài, xích thần tài, hoàng thần tài, bạch thần tài. Ông địa có bắc phương hắc đế, nam phương xích đế, đông phương thanh đế, tây phương bạch đế và trung ương huỳnh đế. 3. Đĩa đựng 3 chén gạo, muối và nước. Được đặt ở giữa hai ông thần tài và thổ địa, 3 chén gạo muối nước này chỉ để đến cuối năm mới được thay. Trước khi đem vào thờ cúng, chúng phải được làm mới sạch sẽ. 4. Bát hương. Bát hương được đặt ở vị trí giữa bàn thờ khi bố trí bàn thờ ông địa. Bạn nên sử dụng bát hương có chất liệu gốm sứ nhằm dễ dàng cho việc vệ sinh, giúp tăng sự sang trọng linh thiêng của bộ bàn thờ. Việc bốc bát hương cũng cần phải tuân thủ theo vài quy tắc nhất định. Sau khi mua về, gia chủ cần phải dùng rượu gừng để tẩy uế trước khi đem vào thờ cúng và bốc bát hương cần phải tuân theo những thủ tục quan trọng. Mỗi bát hương đều nên có cốt là gói thất bảo để tài lộc không bị hao hụt, để tránh động đến bát nhang. Khi lau chùi bàn thờ, bạn cũng nên dùng keo 502 dán chết bát nhang xuống bàn thờ, tránh phạm phải những điều kiêng kỵ. 5. Đĩa trái cây. Theo hướng nhìn từ ngoài vào, đĩa trái cây sẽ nằm ở bên trái. Trong thờ cúng, đĩa trái cây sẽ được sắp 5 loại khác nhau, gọi là ngũ quả. 6. Lọ hoa. Nếu đĩa trái cây nằm ở bên trái thì lọ hoa sẽ nằm ở bên phải theo quy định trong cách bố trí ban thần tài. Hoa được dùng để cắm ở đây chính là hoa tươi, tránh không dùng hoa khô, hoa giả. 7. Cóc ba chân. Trang trí bàn thờ thần tài ông địa, bạn nên có thêm một ông cóc hay còn gọi là cóc thiềm thừ với ý nghĩa giữ tiền bạc khỏi trôi đi. Ông cóc được đặt ở phía bên trái khi nhìn từ ngoài vào, đặt tránh đối diện với cửa ra vào mà nên đặt chéo chéo chếch đi. 8. Tượng Phật Di Lặc. Phía bên ngoài bàn thờ, bạn nên đặt thêm tượng Phật Di Lặc. Phật Di Lặc sẽ quản lý cũng như ngăn chặn các hành vi sai trái của các vị thần. 9. Khay 5 chén nước. Thông thường bạn sẽ thấy khay 5 chén được xếp thành hình chữ nhất cho gọn gàng. Nhưng để tốt hơn trong việc thờ cúng thần tài, ông địa thì bạn nên bỏ khay này đi và xếp 5 chén nước thành hình chữ thập tượng trưng cho 5 phương và cho ngũ hành phát triển.
10. Bát sâu lòng. Được đặt ngoài cùng trên mặt đất là một chiếc bát sâu lòng với chất liệu bằng sứ thật đẹp. Gia chủ đổ đầy nước và rắc những cánh hoa hồng trên mặt, hay còn gọi là minh đường tụ thủy, biểu trưng cho việc giữ tiền bạc khỏi trôi đi. 11. Tỏi. Tỏi là vật mang ý nghĩa xua đuổi tà ma. Do đó, người ta thường bày một đĩa gồm 5 củ tỏi trên bàn thờ thần tài để tránh ma quỷ làm phiền các vị thần. Nguyên tắc thứ hai, nghi lễ thờ cúng thần tài chính xác. Hũ gạo, hũ muối, hũ nước đầy được đặt ở giữa bàn thờ thần tài thổ địa. Đây là một trong những lễ vật tượng trưng cho cuộc sống no đủ và được đặt từ đầu năm đến cuối năm mới thay. Bát nhang được đặt ở giữa bàn thờ và tuyệt đối không được xê dịch. Lọ hoa tươi và quả tươi thường là mâm ngũ quả. 5 chén nước xếp thành hình chữ thập tượng trưng cho ngũ hành và ngũ phương phát triển. 5 củ tỏi đặt vào trong một chiếc đĩa nhỏ với ý nghĩa xua đuổi tà ma. Bát nước đầy rắc cánh hoa hồng ở trên mang ý nghĩa giữ cho tiền bạc không bị trôi đi, thường được đặt ở trên nền đất ngoài cùng bàn thờ. Tượng ông cóc đặt bên trái bàn thờ với ý nghĩa đón sinh khí tài lộc, ban ngày quay tượng ra ngoài và tối quay vào bên trong. Nguyên tắc thứ ba, mâm cúng thần tài gồm những gì? Lễ vật thường dùng để cúng thần tài gồm các lễ vật sau đây. Đầu tiên là hoa tươi, có thể là hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền. Thứ hai, một con tôm luộc. Thứ ba, một con cá nướng. Thứ tư, một con cua. Thứ năm, thịt heo quay hoặc trứng luộc. Thứ sáu, tiền vàng mã. Thứ bảy, một đĩa gồm 5 loại quả. Thứ tám, một chum rượu nhỏ. Các bạn nên nhớ không phải cứ xa xỉ lãng phí mới cầu được tài lộc. Quan trọng nhất đó là phải thành tâm. Thưa quý vị, hy vọng là nội dung trong chương trình ngày hôm nay của Phong Thủy Gia Cát đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu quả chuông để có thể nhận thông báo mới nhất từ kênh, và đừng bỏ qua bất kỳ video nào của chúng tôi, bởi vì đó sẽ là những kiến thức mà quý vị sẽ cần trong hành trang, trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.